Hiện tại mình đang có tham gia event của channel Ozone, sự kiện 20.000 subscribe. Các bạn có thể bấm vào channel Ozone và có video. Ok, video ghi 2 chơi bi. Ok, các bạn có thể click vào. Và điều các bạn cần thiết đó chính là like video này. Yes. Và đăng ký kênh Ozone. Còn không những thế thì các bạn có thể share cái này lên Facebook để cho bạn bè cũng biết và ủng hộ mình đạt được nhiều subscribe hơn bằng cách ok đăng lên và ghi một tiêu đề và sau đó bấm chữ đăng lên Facebook. Ok, và nó sẽ giúp cho mình đạt giải và làm event cho các bạn. Và ok, bye bye. Và hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là HiHiChobi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái game Ai là cái giết người. Yeah. Và đã lâu rồi mình không quay Ai là cái giết người nên các bạn cũng hơi bị hóng đúng không? Tại vì mình lo tập trung về làm cái mod pack chiến quỷ với lại build map các kiểu rồi các bạn à. Thì mình cũng không thể nhắc luôn à. Mình không thể là kiểu là không... Từ từ, để mình tí nha các bạn. Thì mình cũng không thể nào mà show ra cái bản chiến quỷ đó trước được, vì nó đang trong thời gian beta, không thể nào đưa cho các bạn chơi liền như vậy được. Nên các bạn thông cảm cho mình. Và nếu cái video này á, nếu bạn thích video này thì ấn like, subscribe, ủng hộ series Ai là kẻ giết người này nhiệt rồi nhiều nhé. Và nếu mà view nhiều thì mình tiếp tục làm Ai là kẻ giết người nữa, không thì mình sẽ làm tất cả liên quan gì tới mod hết. Và ok, thì không đỡ mất thời gian của các bạn nữa thì chúng ta sẽ vào game luôn cho đỡ mất thời gian. Ok, let's go. Ta sẽ chơi map WhatsApp 68. Yes. Oh, các bạn ơi, vừa vô là các bạn có thể chơi liền luôn nè. Hư cấu thiệt. Thì các bạn có thể ấn là subscribe ủng hộ channel của mình cũng như cái gì nè. Và mình lại hứa lèo với các bạn là các bạn mình nói 7.000 6.000 subscriber mình sẽ làm event. Hello. Mình sẽ làm kỷ niệm. Ok, và giúp rất là hay các bạn ạ. Mình vừa suy nghĩ ra ý tưởng cho 6.000 subscriber thì mình đã được lên 7.000 subscriber. Rất là ngon lành các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho mình trong suốt thời gian qua đã giúp cho mình lên được 7.000 subscriber. Và mình nghi không phải thằng này là Mudder đâu các bạn. Thằng kia cũng phải luôn. Ô. Ô. Nó là Mudder mà sao nãy nó đứng kế bên mình nó không giết mình, thật là hư cấu các bạn ạ. Và các bạn nhớ là ấn like, subscribe, ủng hộ kênh channel mình nhé. À yeah. Yeah. Và Tết năm nay các bạn đã được gì? Mình thì chưa Tết nữa lấy gì biết đúng không? Và Tết thì ai chả nói tới lì xì. Lì xì. Nhưng mà thì mình lớn rồi nên mình không có được nhiều lì xì được các bạn ạ. Việc xin lì xì rất là khó vì mình đã lớn rồi. Nên các bạn muốn lì xì cho mình thì các bạn không cần gì đâu. Các bạn chỉ cần xem video cho mình thôi, hoặc là donate cho mình 10.000 cũng được. Nó trời chứ. Các bạn xem video mình là được rồi. Donate thì càng tốt thôi. Vâng. Bây giờ mình là gunner các bạn. Bây giờ mình sẽ đi kiếm thằng Mudder mình bắn trên này ad. Đây mình đang nghi hàng ở dưới. Hàng đâu phải đâu. Không thể nào biến được hai lần được, rất là hiếm trường hợp đó các bạn. Ô cái thằng đó, thằng kia giống con mắt giống mình vậy. Lucas Cario gì nữa các bạn. Và các bạn được nghỉ Tết cho tới chừng nào? Mình thì nghỉ Tết cho tới được tới mùng mấy ta? Hình như mùng 6 mình mới đi học lại các bạn. Các bạn cũng giống mình chắc rồi. Ok, mình đang đi vòng và đề phòng thằng Mudder mình thẳng bắn nó thôi. Wait. Ôi, sao chém sai vậy? What do you doing? Ôi, không tính luôn.
Ôi mắt thư có các bạn à, và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong khi thôi khỏi đi. Và mình sẽ nói luôn là cái map chiến quỷ rất là nhiều người bảo mình là kêu mình show cái map đó ra đi, kiểu như kiểu như gì nhở? Cho sinh linh map các kiểu, linh mod các kiểu. Mình đã nói rồi thì nó vẫn trong thời gian update. Trong cái tụi mình là mình còn làm rất là nhiều cái khu để cho đánh nữa các bạn à. Chứ không phải là như đó khu không đâu. Còn một cái khu bự luôn. Nhưng mà tụi mình chưa có, kiểu như là tụi mình chưa có làm gì hết, nên nó vẫn còn để ở đó, không chưa có làm gì cả. Mình còn trong giai đoạn làm nữa các bạn à, chưa có xong hết đâu. Khu chay thì mình mới làm được có hai cái à, nên vẫn còn rất là lâu, nên các bạn có thể đợi mình tung luôn cái map nó ra rồi chúng ta sẽ bắt đầu quẩy hơn không. Và đây anh đi ugen nhìn cái sầm cái súng đẹp quá các bạn à. Để mình muốn mình để dành con mình để mình mua cái súng này mới được. Nhìn nó chết quá. Ui chạy rồi. Nếu các bạn thích thì các bạn nhấn like, subscribe ủng hộ kênh channel của mình, cũng như là ủng hộ series này nha. Vì mấy lần trước thế mình quay video về ai là kẻ giết người 3 tập liên tiếp luôn mà các bạn coi không chán hay sao đấy. Mình thấy thì các bạn kiểu như là rất là ủng hộ nhiệt tình cái video series về ai là kẻ giết người này, chắc các bạn rất là thích nhỉ. Mong rằng thì cái map chiến quỷ thì không đụng hàng ai luôn nha các bạn. Mình xin nói lại là map chiến quỷ không đụng hàng ai. Ok, không đụng hàng ai vì đó là ý tưởng của ông Jun, thanh niên đó đã kiểu như là ngồi và suy nghĩ và ghép mấy cái mod lại với nhau và ra một cái game chiến quỷ như vậy. Yeah, các bạn đợi và test thử cái game đó nha. Mình sẽ show, kiểu như mình sẽ đưa cả link map, kiểu như link map nè rồi cả mod các bạn có thể cài vô. Yeah, thì cái map đó thì có rất là nhiều, rất cũng cỡ 20 mấy mod nè. Và kiểu như là tụi mình đang chơi bản 1.10.2 nên không thể nào mà cài mấy kiểu như là mấy cái mod kiếm nhiều vô được, vì nó mỗi 10.2 nó rất ít là mấy cái bản mod các bạn à. Nên mình đang nên là Jun đang kiểu như đang tìm để nâng cấp lên, để cái gì mốt set, để có thể mà kiểu như là cái game đó chơi hơi lâu đúng không, càng lâu càng tốt, càng cày càng nhiều mới hay đấy. Ủa mình là gì vậy? Hình như nó chưa, nó set chưa ta? Mình là Innocent. Đi cầm súng kìa. Yes. Mình thấy được cái một mảnh vỡ. Yes. Mà thì ta sẽ đi lên lầu lại. Hình như nó thấy được Boulder rồi. Ôi, Rubes. Nói gì vậy? Ai nướp tiếng Anh? Hình như nó dí theo mình. Oh no. No man, đừng dí theo tôi nhé. Đây mình lượm thêm được một mảnh nữa là hai mảnh. Yes. Ba mảnh. Yes. Rất là bro các bạn à. Và các bạn nhớ ấn like, subscribe, ủng hộ kênh channel. Ủa cái mặt nó giống cái mặt, con mắt của hiệp gà đó nha. Mày bắt trước mày. Y chang luôn các bạn coi con mắt nó y chang con mắt mình luôn kìa. Nhưng mà có điều là con mắt nó là hơi cao lên, đúng không? Oh my god. Và hình như theo mình biết thì trong cái team mà mình thường có ở, kiểu như thường mình quay cái chiến quỷ rồi đó, các bạn có thể thấy mấy hình đi đó, thì mình sắp tới có thể là làm lập gia hình một team co op chung lại. Thì quần đùi là mình nói lại một lần nữa là mình không còn trong quần đùi,
cái đúng hơn là mình không ở trong quần đùi nữa. Ok, mình và hiệp gà cũng vậy, không thằng nào. Ơi quay quay giờ quay quách quay quách, tôi thấy nó cầm la bàn là tôi biết nó rồi không à, thiệt là ngu người, thiệt là cái game này, thiệt cái hôm nay á, trời ơi á, tết mà để bị ăn hành như vậy thì thôi rồi. Và mùa 1 này chúng ta sẽ đi đó đi lộn. Và giao thừa năm nay các bạn có định đi đâu không hay là ngồi ở nhà cày game? Tôi là chắc đi rồi các bạn à. Chúng ta bây giờ nên giờ phải quay video sẵn các bạn, có để có gì up lên cho các bạn coi liền được. Ồ, yep, thằng này cầm cái súng và nó đứng ở giữa mà nó scam kiểu như là phải, nó kiểu như nó luôn rồi. Lucas, Lucas Carrio. Cái tên khó đọc vậy á. Vâng, thanh niên này không phải rồi các bạn. Thanh niên kia, đấy, thanh niên này nè. Yes. Let's do this. Đi giết hết tụi nó đi, thằng ngu. Đây, thanh niên đã giết được một người. Thanh niên này đúng là murder chính hiệu các bạn ạ. Rất wake up mày. Ok, và nhớ ấn like, subscribe, ủng hộ kênh và like video. Và điều mình các bạn share cho để ủng hộ kênh channel của mình đạt lên 10k để mình mốt mình còn đi sự kiện gặp được Ozun nữa các bạn à. Anh em tôi muốn gặp nhau lắm chứ bụng. Và nếu theo mình ước tính, nếu các bạn ủng hộ mình cứ như vậy thì cỡ 2 tuần mấy nữa là mình sẽ lên được 10k subscriber. Ok thì cũng ổn. Vì các bạn cứ tính đi, một ngày thì các bạn subscribe cho mình tới 100 mấy được, mình được tới 100 mấy chục subscribe một ngày. Ok, quá rất là ngon. Rất là thơm. Rất là thơm, nên các bạn cứ ủng hộ như vậy nữa thì không lâu nữa, cỡ 2 tuần mấy nữa mình sẽ được 10.000 subscriber. Oh yeah các bạn à. Cũng có thể là hơn. Mua hết gì? Phải chúng ta hay mấy tháng. Nếu mình theo ước tính vậy, nếu một ngày có 120 sub, một ngày 120 sub nữa thì lên sub, thì lên subscribe thì mát nhanh luôn các bạn. Thì con số 10.000 đối với chúng mình sẽ là rất là nhanh. Giờ làm gì đây, giờ làm gì đây? Oh, quay what? Yeah. Chúng ta đã được một mảnh scan. Không phải. Tôi tưởng mảnh scan với bạn, tôi đều định. Á đồ win luôn kìa mày, tao tin tưởng mày làm gì? Đờ mày. Có hó mày chơi mắt to mày không giống tao rồi. Tao không thích mày rồi. Chia tay đi. Mình chia tay nhau đi. Chị chắc khỏi chi siêu mò. Gear thì mình sẽ dán để dành để mua được một cái súng này. Yes. Không, mình mua súng vàng mà, quên. Súng vàng mà một cái kiếm đỏ. Yes, cái dao đỏ. Yes. Oh. Nhảy qua đây nè. Yes. Ô mấy cái đầu lâu. Những cái đầu lâu này nhìn xấu quá. Cùi bắp. Cái đầu tôi cũng đẹp ấy. Trái dừa. My boy. Hay cơ. Có phải nó không? Hình như nó đó các bạn. Không đâu. Tôi tin tưởng ở cô gái. Oh fuck. Oh no. Oh my god. Xuống biển luôn rồi. Ở đây tôi đây rồi. Oh fuck. No man.
No rồi. Ô hay lắm. Yes. Này 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 này. Mày hả bưởi. Mày đạp đầu mày. Ôi cái đầu nó cũng gần đầu mình thôi. Bỏ đi. Ha ha. Tao nhịn mình thôi. Tại có đầu tao đó đó mày. Đúng rồi. Đạp nét. Nét bét. Nét bét. Đạp. Đạp. Đạp nét luôn. Sợ hả. Để mình tính coi. 4.500 với lại một cái cây súng vàng. 4.500. 4.500 là 9.000 tiền. Oh my god. Rất là hư cấu. Ok cái map này mình sẽ đi đâu đây. Đi đâu đây. Đi đâu đây khi tôi là Mulder. Mình phải đi giết cái thằng mắt to. Mình phải phục thù. Yes. Oh wow. Oh wow. Yes. Kill him. Yes. 4 người. Oh man. GG. Yeah. Fairy tale nè. Núp nè. Ôi mình không thể nhìn thấy nó luôn á. Wow. Hay lắm. Này nãy đâu đây? Ô nó dưới chân mình. Ok, let's do it. Ở đó không có đâu. Biết nó ở đâu rồi các bạn. Bên này nè. Đây nè. Lên. Oh, yes. Thấy nó ở trên. Mà sao đi lên? Oh no, fucking hell. À ngu rồi, ngu học rồi. Ui, tí lọt. Để mình tắt cái chế độ tự nhảy đi các bạn, nó rất là phiền tối. Teleport kill. Ok, mình đã teleport tụi nó đi rồi. Lên. Trên này, chúng ta cần lên nữa. Lên. Này giống đi xuống cái gì. Lên. Yeah, nó kìa. Oh, I see you bitch. Yes. Còn một đứa nữa thôi, chỉ là thằng gay. Con gay. Oh, nó có súng kìa. Oh, no. Yes. Yeah, I have win. Bắn pháo bông ngày Tết kìa. Oh, yes. Rất là hạnh phúc. Rất là hạnh phúc. Yes. Đừng để Hiha Choppy làm Mulder nha. Nhớ. Fairy Tail kìa, cái đầu bị hói nè. Bạn chỉ lưa luôn. Ôi, thiệt là hư cấu quá đi hả. Ok, lại là cái map lâu đài tình ai đó. Xe không, thôi bỏ đi. Ô, what the, nó chơi I am Stone kìa. Nó chơi I am Stone kìa. Wait, cũng mắm. Ô, nó không phải đâu các bạn, Lucas cắt. Tụi này nói tiếng gì tôi không có hiểu các bạn à. Lên lớp nha, lên lớp nhà tao mừng thịt gà, tao nấu cháo gà. Ô nó kế bên mình, nó kế bên mình, nó sau lưng mình. Ok, chạy vì cuộc đời, chạy vì một nửa của cuộc đời. Ta bơm mi bơm kệ mi chứ. Oh man. Oh wow, nó cho mình không có. Không có ai trong này nhỏ. Smooth Mulder. Và các bạn nhớ ấn like và subscribe ủng hộ kênh channel của mình cũng như
là ủng hộ series này phát triển lên và cho mình động lực làm ra nhiều thêm nhiều video như thế này nữa. Oh yeah. No. Holy shit. Nó là Buddha đó. Nó là Buddha. Nhìn mất tên nè các bạn. Yes, đúng rồi. Babu Buddha. Babu là Buddha. No. Giờ phải đọc báo. Ok, chúng ta đã báo cho đồng đội. Yes. Oh my god. Yes. Yeah, hay lắm Lingo à. Phải giết được thằng đó các bạn hiểu không? Yes, hay lắm. Good nè, good. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Đừng quên ấn like, subscribe, ủng hộ kênh channel của mình và ủng hộ series này ra nhiều video mới nữa. Và nhớ một cái like, cái share các bạn giúp mình rất là nhiều. Cái ví dụ như share nó giúp mình làm thêm video nhiều view và giúp cho mình thêm nhiều động lực tiếp theo cho video kế tiếp nữa. Và nhớ share video ủng hộ cho mình. Và tiếp theo các bạn nhớ qua bên channel của Ozone. Nếu các bạn muốn có premium easy hơn thì các bạn qua channel của Ozone đón chờ cái map của mình ra, ông ấy sẽ quay và các bạn like và share ủng hộ cho mình và mình sẽ có nhiều view. Mình sẽ có nhiều view, nhiều like và mình sẽ được gì nhỉ? Được gì ta? Được một mặt premium và mình sẽ give away cho các bạn đã ủng hộ cho mình suốt ngày hôm qua trong channel của mình sẽ làm event cho các bạn, nên các bạn bắt đầu share ủng hộ cho mình đi. Đấy. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Bye bye. Chúc các bạn một năm Tết thật là vui vẻ bên gia đình. Yes. Bye bye.